các bạn đến với Kinh Nô Một Vlog. Thì hôm nay anh em chúng tôi là chuẩn bị một đống trái cây luôn. À ha, trái cây quá trời luôn. Cái này trái khế rồi, trái me rồi. Đây là trong này nè. Trong này chanh có đầy đủ. Chanh cốc me rồi tùm lum luôn. Nói chung trong này cũng còn nhiều lắm nè. Tôi nó hơi bị sức ra. Còn cốc mà một bịch ở đây nè. Một bịch này chắc cũng cả chục ký luôn đó đâu. Ăn cái luôn. Mà bên cạnh đó thì mình còn chuẩn bị một số thứ là còn bỏ sẵn, ví dụ bưởi đâu ăn được nguyên cây bưởi đâu, cho nên phải gọt ra. Còn chanh thì mình cũng cắt ra miếng, nhưng mà cắt ra còn vỏ luôn. Thì nói chung là những hôm nay thì thấp toàn những cái đồ chua. Tại vì mọi người biết không, những cái trái này nè, cái trái quýt này nè, nó cũng còn sống cho nên nó không có chín đâu, cho nên rất là chua. Rồi chỉ cùng một cái chén muối ớt là thần thánh. Giờ là cái gì nó cũng một hết nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cái này, mình dùng cái nắp này mình sẽ quay nó, cái này nó chỉ vô trong cái miếng nào á là người thua sẽ ăn cái đó. Tại cái này toàn là đa số đồ chua không à. Thế chứ dù chúng trái me thì mình ăn me, mà chúng trái này mình sẽ ăn cái này. Đi theo dòng nha. Ủa mà sao còn có ba người vậy? Tại có chơi không? Thằng anh Tư cũng chơi nổi rồi. Rồi giờ là mình chơi nha. À quên nữa, ở trong đây vẫn có cái thưởng nha. Cái này là thứ tiền luôn nha. Trong này là nhỏ nhất là 10.000, còn cao nhất là 50.000. Bây giờ các bạn, rồi giờ là cho bé Sưng đi trước đi. Để bé Sưng là đi vòng nha. Rồi quay bé Sưng. Rồi. Rồi quay lại cái khế. Đây là hiện tại là bé Sưng đã quay vô cái khế. Rồi. Chơi luôn. Rồi, một trái. Chơi luôn, cái không nổi. Chơi luôn, chút xíu mà bảo cũng chơi một trái đó. Nè, chơi mua thằng bánh nè. Đây chỉ có khế là một trái, me một trái, còn những cái kia là một miếng các bạn. Ví dụ như bữa là này một miếng nha. Chỉ ăn một trái là cấm đầu luôn, nó no đó. Mưa ớt này mình dầm rất là cay, nó đỡ khế thịt dễ. Còn cốc đồ cũng là một trái. Nó thịt dễ gì vậy, làm trái. Rồi đó. Cảm giác như thế nào đây? Wow, rất là ngon. Ăn xong cho cảm nhận nha. Thế thì nó ngọt, ăn nó không bị chua, nhưng mà chỉ có điều nó cay với nó mặn thôi. Rồi tới Bảo nè. Rồi. Rồi đi. Mình sẽ quay đi rồi anh bỏ xuống 50 à. Mẹ cũng quay tốt. Xong rồi. Thôi cho em trái dây nhỏ đi. Chơi chân gian nữa. Em không ăn me được không? Rồi đi thôi. Cái này phải uống đường á. Chết mình rồi mấy bạn ơi. Xong mình rồi. Mở hai cái đầu luôn. Ăn luôn, học luôn, nhai luôn, ăn thôi gì. Ăn nguyên trái. Ừ, đang ăn nguyên trái mà. Trời ơi, nó ghét chứ trời. Đứt chết. Bỏ không ra. Cái chát quá vậy ạ. Đi đâu vậy? Nghe hồn. Ở qua đây sao quay thấy được. Rồi chắc bỏ hộp luôn. Rồi cắt hộp ra, bỏ hộp ra. Cái gì? Chát quá. Rồi, rồi bỏ hộp ăn tiếp, nhanh đi. Ăn chậm quá, tôi thua bé Sưng rồi. Trời, cái này thử bé Sưng nó ăn. Ủa sao bỏ qua mà vẫn còn hộp? Bỏ cái này thì thôi rồi, cái này bỏ là hết bả này luôn quá. Rồi cắt luôn đây, có cái hộp bỏ ra. Rồi nè, lấy cái hộp nó luôn à. Bảo được anh bỏ hộp luôn, ngon quá là gì nữa. Rồi xong. Nhanh lên.
đắng rồi mẹ. Nhờ bàn tay thần thánh của anh mình nó đã đắng rồi. Tiếp nha, về tới anh. Rồi. Rất là đã các bạn. Rồi, rất đã đúng không? Rồi, ok. Rồi, tới anh đây. Nè, cho Bảo đặt luôn nè. Anh quay xong rồi đặt xuống. Chứ không nó dướng, tại này nó không có cái đầu quay. Rồi, đặt xuống liền. Rồi, ok. Mày ai? Chanh. Trời ơi, một chanh có vỏ. Đây, miếng chanh có vỏ. Trời ơi. Đây là mình là quay vô làm một miếng chanh có vỏ nha các bạn. Chanh. Đây. Ớt cái này luôn nè. Nó đã quá trời đã luôn hả? Ôi nó đã thì thôi mà đã. Nó hơi mới đã. Đã. Trời ơi đã thì thôi mà đã. Nó đã gì vậy đã. Miêu cảm nhận. Nó chua nó cay. Và nó the cái mùi vị của cái vỏ chanh. À mà thịt ghét tao nổi thôi à. Rồi tao lấy thừng đó. Quay đi, được không? Hồi nãy mà anh để bên đây là gì? Là trúng rồi hả Bảo? Cốc. Một cái cốc. Nè, trúng lọt quả đó, một trái. Được rồi, ngay luôn đi, gọt rồi. Ăn đi gọt rồi. Lâu quá, ăn gì lâu. Để lại gọt gọt. Cảm nhận gì không? Anh nhỏ hơi bị chua, mà đỡ hơn là chanh với me. Ăn cũng tạm được. Tạm đó hả? Chết rồi. Rồi. Rồi tới Bảo. Rồi. Ừ, 50k. Ghê chưa? 50k. 50k. Trời ơi 50k. Quá thơm luôn. Ủa sao cái gì mà không lấy ra được. Đây 50k cầm. 50k. Quá may mắn các bạn à, được 50k. Quá may mắn, nó thế nào đây, 50k. Rồi 50k. Rồi cứ lên căn hút. Đấy hả? Không mua chục chục. Rồi 50k nè mấy bạn. Với anh hả? Nè cho Bảo đặt luôn nè. Anh quay cái đặt. Trời ơi, một trái cốc. Chà. Mình trúng một trái cốc. Trái cốc bạn ơi. Rồi mời các bạn. Ăn cấp tốc nhanh luôn. Nó mặn, nó chua, nó cay. Mà nó đỡ chua hơn cái cốc quá vỏ. À, đã quá. Rồi tới bé Sưng. Còn quá, bạn ấy không kiểu. Vậy, gọi cho lại đâu, phải mạnh ra ngoài nha. Dạ. Nãy em tỉnh cái sạc, chút cho nó ăn, kêu chút cho nó ăn. Nó chắc là nó không à. Ồ, chanh nha, chanh, chanh. Chanh rồi chanh đó, chanh có vỏ. Chắc là thế không à. Dạ chứ anh Tình đang ở nhà bấm điện thoại. Tình nó chứ nó ấy không à.
nhậu không à. Đâu chơi mấy trò chơi này đâu. À đi, cậu Bảo thèm lắm rồi. Tàn nước thôi. Nó đắng quá. Mà nó chua nữa. Đây. Cậu Bảo đúng không? Ui. Cuộc chiến không hồi kết. Đi đây. Một cái mè. Ôi mai, chuối. Đó. Nửa trái rồi. Trời ơi, làm gì chen chen. Ôi ơi, ở đâu mày vậy trời? Tự nhiên, ở đâu mới lấy lại? Ở đâu vậy? À, tự trời rơi xuống. Cái máy mẹ đẻ đôi mà. Con đã cố tình giấu rồi mà nó giỡn thôi ha. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Một sự lươn lẹo nha mấy bạn. Giấu gì mà giấu, nó chụp xong giấu. Một sự lươn lẹo nha. Cái này là biểu hiện của sự lương lẹo à. Mày giấu. Mình chắc mình có duyên với me mấy bạn. Lương lẹo hả? Ngon ngon. Lương lẹo đi. Trời ơi, mày cái thử thách này mà muốn hết mà chơi vào trò chơi này mà hết như cái này là có đuối luôn á. Vừa thôi. Cậu nghĩ sao vậy? Chơi chơi cái này phải thua bị còn cái hết gì cái này luôn là cái phải có cảm thắng không chơi phải thua cái này cái kia chứ thằng thua camera nó thèm nó lại nó ăn bỏ cameraman bây giờ thèm nó thấy chơi ngon ngon quá hả cái gì á thèm nó ăn mà không cứ lâu quá anh đang thèm chảy nước miếng cá đìa rồi không ngủ á. Ngon chưa? Còn ngọt đó mày. Đâu quá bảo ơi. Chua lè, chua lét. Tưởng me chín hay là me sống. Ngọt đó mày. Đấy, các bạn ơi, giờ hết sự lương lẹo nha. Cái này biểu hiện sự lương lẹo. Quá là đã mấy bạn nè. Rồi tới anh đúng không? Nè, cho đặt nè, để anh quay à. Nhân phải vô cái quýt nghe nó, cái quýt nó mới ngọt. Ngọt đó. Rồi đặt xuống liền cái lên. Gì đây? Một cái cốc, cốc hay kia. Cốc, có gì cái cốc quá. Chơi mẻ qua nó chân gian. Chơi lại em. Rồi, 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 rồi. Rồi nè. Bảy ra em đi. Nhẹ nhẹ thôi, cái quýt mạnh. Mạnh nó mới hấp dẫn. Rồi, kể nó, rồi. 10,000 hai giữa luôn rồi, cho lại luôn rồi giữa rồi rồi bỏ vô một quýt trời ăn cái quýt miếng quýt đây nè cái này quýt quýt cái này cam hay quýt đây nè quýt gì nhỏ đây 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 rồi cái đó cam quýt đây hả ok mình rất là đơn giản hồi nãy mình ước gì vô quýt mà cuối cùng cũng vô quýt các bạn ha nhưng không quýt ngọt mà mình phải quậy cái trứng ớt còn nhiều quá đó. Rồi đói với Hưng á ăn phải ăn nhanh hai đứa ăn chậm quá chứ biết quýt của anh chỉ đâm bự không một quýt quýt rồi ôi trời ơi nó quýt rồi nó cam nó chanh gì mà mình tàn me không vậy trời bỏ quay cái nữa con me nữa ăn me về tối đâu con tử quá mấy bạn có cảm nhận gì không nó ngọt đó bạn ngọt mà, là ngon nhất đó quýt là ngon nhất trong đám đúng không rồi chi bụi 50k 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 đứng me đó nha me đi ra me đi ra đây ở giữa rồi đứng bụi giữa
bưởi. Nè, là bánh này giữa, giữa rồi. Trời ơi, bưởi đi mà. Tại sao lại là cái gì vậy? Cũng một miếng bưởi. Bưởi. Rồi, quất. Trời ơi, nó nói bưởi đi mà không chịu. Ăn nhanh chứ không có ăn chậm đâu. Ăn bưởi chậm. Ngọt quá mấy bạn. Ừ, ăn chậm ai cũng thèm hết. Bưởi là ngọt cả đó. Đúng rồi, bưởi. Bưởi ngọt à? Bưởi ngọt. Trời ơi. Bưởi nó ngọt thì thôi nhưng mà có ừ. Chai vậy có ngày không có ba đi về. Ai giờ nói gì đây ngọt thôi nói gì. Còn khế là quá ngọt các bạn. À. Khế nguyên trái. Khế nguyên trái là ăn đuối lắm á. Đấy hồi nãy con ăn tới mỏ màng luôn cả để trẻ được cái mình ở biến thời ăn đá. Cái khế với cái mè là tùy. Cái khế với mè với công. Nãy rồi mình trông chờ bưởi á. Lấy đồ nước miếng thôi. Ngọt chua thì nấu lên thì nước nhiều hơn nước gấp. Hay là nó sượng hay là nó không sượng. Bưởi mà nó rất là ngon thế nè. Nghe ngon à? Bưởi đi ăn chạm với nội mình mà sao không ngon. nó đi ra mẹ của nội rồi bây giờ nó còn tố cáo nữa. Nó tố cáo là ăn trộm của nội vô chơi vô chơi. Rồi rồi xong đó không? Rồi nè. Bảo quá mấy bạn thấy cái này chứ. Đây là sao? Thôi vậy sao thấy đống này trời. Đây anh đúng không? Rồi đây quay nè mạnh nè. Sao ra mấy cái này? Gì ơi. Me đi, me đi, me đi, me đi. Me thiệt nói luôn. Quýt. Quýt trời ơi, nãy giờ mình ăn quýt nhiều à. Đó. Mình rất hên mà cái này ngọt. Nãy giờ ăn mấy miếng quýt rồi. Từ giờ thì sao? Mình đó là mình chỉ ra bưởi thôi. Rồi chỗ này người ta thấy người ta thấy sợ. Ngon ngọt. Ngọt. Vừa vừa thôi thấy bụng. Rồi ngon. Có mấy thương. Anh làm nhanh lắm. Vậy đây me nè. Me là cái chắc luôn. Một miếng bưởi. Ô bưởi. Nhanh nha. Bưởi ngọt lắm. Ừ, khòn luôn á. Khòn chấm luôn hả? Bưởi nó có chanh. Nãy giờ thấy bưởi thèm lắm rồi, nãy chưa được ăn mấy thân rồi. Mà quay nãy giờ chưa vô bưởi. Được hơn, được 50, được 2 trái me, được miếng bưởi. Mình hơn có miếng bẹo. Nãy giờ ở đây mình được 50 đầu tiên luôn mấy bạn. Còn à, còn anh chứ tầm mình với nhỏ cháu mình là nó không được. Ôi nó, phải vậy phải chăm về nó nhé, chú ăn giống cái sưng nha. Rồi cảm ơn rau đã không? Quá là đỏ mấy bạn à. Ngon như quýt vậy các bạn, không bị chua, mà ngon, ngon. Chết rồi, tới mình rồi mấy bạn. Rồi, lên. Giờ để mình thay thiệt. Rồi, thay thiệt, qua đi. 50 50 50 50 50 Mấy mẹ. Mẹ quà. Ông ngoài chung quý. Đó, thưởng thức nguyên trái. Thưởng thức nguyên trái. Không. Khế nó ngọt mấy bạn à. Đỏ hơn me. Mà ăn me là le luôn á, còn khế là yeah. Ngọt á. Vậy ăn có người con chụp sướng gì nhé. Quá sướng gì nữa. Tại mình không biết gọt mấy bạn nè. Biết ăn không biết gọt á. Mời mấy bạn á. Cái này trái ngon á, mình mới mời á, còn dở mình không mời à. Ngồi nhanh lên. Càng gì sao càng nước cút mà. Ăn càng vừa ngồi ra. Nhanh 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 nhanh. Ăn đi. Anh chị nè. Nhanh lên. Má hài ghê rồi á.
không cường quá ăn không được. Rồi còn hai miếng nữa. Tập lên mình cứ lo thấy thôi luôn hả? Kiếm vô hứng em bạn ơi. Ngon quá. Ngon khé nữa. Đây toàn là cây vòng vòng, đây toàn là cây nhà lá vườn không à. Trò chơi cũng nhà lá vườn luôn. Do vườn bẻ mấy cái này. Rồi, tới anh đúng không? Dạ. Rồi, nào. Quay. Mày có gì lên. Có gì đi lên. Rồi, không thích nghe rồi. Quýt. Bưởi, bưởi, bưởi. Nói gì kia, bưởi. Bưởi. 10.000. 10.000 tự mình lấy ra đây, 10.000 đấy. Trời ơi. Cái này là mình tự thưởng cho mình này. Đúng không? Đây, mình được 10.000. Mèo đang hoang mèo thôi. Qua đây. Đó. Đây là tầm 10.000. Đây là tầm 50. Rồi. Tầm 50 có giá trị. Bé Sưng. Cái gì? Cái gì? Rồi cho anh lại luôn ấy. Cứ quay kỳ vậy. Quay đi. Mạnh lên. Đó mẹ. Lóc nè. Chưa quay mà. Rồi chấm lại luôn rồi. Quay kỳ cục quá. Mười ngàn hả? Mười ngàn. Rồi nói chung là ai cũng có phần. Nhưng mà phần không bự bằng phần mình. Cho hai phần đó. Hai đời. Wow, 50 luôn. Rất là nhiều luôn. Ừ. Rồi hung vô ngay, hung chưa 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 chưa. Yeah. Rồi tới bảo kìa. 1, 2, 3, 50.000. 50. Năm chục, con số gì ra, con số gì ra, con 50 ra. Con 50 ra, con quýt ra. À, quýt là một miếng. Quýt. Con quýt một con. Nhanh nha. Nè, con mở. Đó. Nhầm miếng chua. Ồ, con có trái chua hả? Có. Thôi, trái sống á. Con trái cậu bảo được. Tự mình lột, tự mình chua luôn, được làm phê. Đạm. Thiệt là chua vãi chữ mà. Nói ra anh là cho em đặt này, anh quay. Dỡ nó lên, em quay cho. Nó sâu vô. Rồi. Thế. Thế. Chúc mừng. Thiệt luôn hả? Một trái ăn sao nổi. Lại kêu nửa trái thôi thì cần luôn. Ăn là nguyên trái. Rồi, tới mình. Thật là mặt bên mình trái. Mình ăn có người thèm ráng chịu. Thôi mời các bạn. Nguyên trái kêu nguyên cái trái thế. Để mình bỏ đây mình ăn cho nó chật chật chật. Thèm chơi. Rồi đây. Mình thấy quậy. Đó. Mời các bạn. Cái khế là nó rất là nhiều nước không, mà một trái nó rất là bự. Dễ gì, cầm lấy hơn, cái may mắn. Quá đã luôn. Nó không có chua lắm. Nhưng mà có nước nhiều quá, bự quá. Chẳng no lại mới cũng vừa ăn cơm nữa. Rồi, tới bây giờ á.
nhanh nha. Là 50 rồi. Thì... mà 50 thì là 50 là 50 chục. Ui 50 luôn. Sao thấy cái giữa mà? Giữa. 50. Giữa hả? 50 luôn. Yeah. Wow, wow. Đó rồi. 60 rồi. Ê, không 50 nha. Rồi 50 luôn. Thấy chưa? Rồi tới Bảo. Ừ, ước gì còn được 50. 50. Ngon quá. Tự ra gì ăn nữa, 50 rồi được. Quýt. Ô mai. Không mà cho quýt nó đỡ mày, cho trái khế thì quýt quá. Lựa nha. Mời mấy bạn. Trái quýt siêu to khổng lồ. Bạn trái quýt siêu phải chơi là một trái quá. Quýt nó đơn giản quá. Ngọt quá. Nè, cái mặt mình không nhăn là ngọt hết mấy bạn. Còn cái mặt nhăn là sao? Là chua lèn, chua lét. Lừa hột sao? Mời các bạn ha. Rồi đưa dọn hết luôn. Đúng rồi.
mình cũng chơi cũng cả tiếng đồng hồ, cũng biết cũng lâu rồi. Giờ anh em mình kết thúc trò chơi ở đây. Báo con gái là đặt bao nhiêu, doanh thu bao nhiêu. Kìa. Nói cho mọi người biết. Rồi. Rồi. Rồi còn mình là thất thu chứ được 10.000 thôi. Rồi xin chào tạm biệt các bạn. Nếu mà thấy video này hay thì hãy like, chia sẻ, comment các góp ý ở dưới bình luận giúp mình. Rồi cảm ơn các bạn. Chào các bạn.